Thời gian vừa qua, không ít các vụ tai nạn thương tâm xảy ra liên quan đến việc trẻ em vô tình vặn tay ga xe máy dẫn tới mất kiểm soát phương tiện. Sự việc ba bà cháu mới đây ở Bình Định tử vong sau khi bé 4 tuổi vặn tay ga khiến xe máy tông vào tường đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về bài học đảm bảo an toàn cho trẻ. Trẻ em vốn tò mò và chưa thể nhận thức rõ được hành động của mình, một khoảnh khắc lơ đãng của người lớn cũng có thể dẫn tới những hậu quả đáng tiếc. Sự việc ở Bình Định là lời cảnh báo và bài học cho người lớn. Theo mình cũng có con nhỏ, đèo đằng trước thì với mình khi mà dừng đèn đỏ hoặc là mình đỗ xe thì mình thường tắt máy. Hoặc là nếu mà như tay ga của mình thì mình khi mà dừng với đoạn đường ngắn hoặc là thời gian ngắn thì mình sẽ gạt chân trống xuống. Thì cái xe của mình nó sẽ tự ngắt điện đi. Thế khi nào hoặc là nếu mà mình mà dừng đỗ xe bên đường với thời gian nó lâu ấy, thì mình sẽ tắt máy, thường thường là sẽ khóa máy trước khi mình dừng đỗ xe, phòng tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Em thấy nếu mà có cho con ngồi trước ấy, thì nếu mà có đang nổ máy mà dừng xe ấy, thì tắt khóa xe đi, hoặc là về số. Để em cẩn trọng, em ngồi xe thì em hay dẫm phanh sẵn rồi. Cái việc đó là quá nguy hiểm với cháu, vì người lớn mình không để ý mà để cho các cháu nó nghịch như thế thì một là cái tính mạng của các cháu, cái thứ hai nữa là nó không chủ động được. Đấy, cái thứ ba vì nó là cơ giới cho nên là do mình điều khiển mà mình không để ý thì cái đó là quá nguy hiểm. Anh Đặng Hoàng Hải, người đã từng gãy chân do con nghịch tay ga xe máy chỉ vì một vài phút bất cẩn dừng xe ven đường để mua hàng. Hơn ai hết, những người đã từng trải qua tình huống như anh sẽ ý thức sâu sắc được mức độ nguy hiểm của tình huống này. Buổi sáng ấy, anh cho con đi ra chợ thì mua một số thứ đỗ xe. Anh đỗ xuống, anh vô tình không tắt khóa điện. Sau đó thì con anh vô tình sờ vào cái nút đề. Sau đó thì cầm tay ga vặn cái thì anh cũng là giật mình không kiểm soát được. Sau đấy thì cũng may là bóp tay phanh thì nghiêng và bị đổ xe đè lên chân trái sẽ bị giật khớp. Theo chuyên gia, nguyên nhân của những vụ việc này là do thói quen của đa số người lớn thường cho trẻ ngồi ngay phía sau tay lái để dễ kiểm soát và giữ an toàn. Thế nhưng đây chính là vị trí nguy hiểm nhất trên xe, bởi nếu xảy ra va chạm, đây là khu vực chịu tác động mạnh nhất do quán tính. Nhiều phụ huynh vẫn để cho các cháu ngồi phía trước đã là sai rồi. Xong ngồi phía trước lại cho các cháu vặn tay ga đối với xe máy. Thì cái này chúng ta tuyệt nhiên là chúng ta không cho các cháu vặn. Và tôi nghĩ rằng là có thể gia đình đã từng dạy các cháu vặn cái tay ga này. Thậm chí bố mẹ các cháu đã đi lái xe và cho các cháu vặn ga để coi như điều chỉnh cái xe chạy nhanh chạy chậm. Thì tôi nghĩ rằng đây là những cái mà chúng ta dạy trẻ những cái không đúng lắm. Thế và như vậy thì trong cái việc quản lý trẻ này thì với các cháu nhỏ như thế này cũng không nên cho các cháu ngồi phía trước mà phải ngồi giữa người điều khiển và người ngồi sau để coi như giữ các cháu an toàn. Thì tất nhiên đây là cái mà chúng ta có nhiều cái lỗi. Ở Việt Nam, không ít những vụ tai nạn giao thông thương tâm tương tự đã xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu là do sự bất cẩn chủ quan của phụ huynh dù đã được cảnh báo nhiều lần. Nhưng thực tế hiện nay thì những vụ việc như thế này vẫn cứ diễn ra.